Cuối tháng 12 năm nay, cặp đôi đạo diễn, diễn viên Vũ Ngọc Đản và Lương Mạnh Hải sẽ trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim Khi Con Là Nhà. Đó là câu chuyện về cha và con ở một vùng quê yên bình. Người cha rất yêu thương con, nhưng lại có một tật xấu là ham mê cá độ, cờ bạc. Biến cố xảy ra khiến hai cha con phải trốn chạy lên thành phố và lạc mất nhau. Giữa biết bao khó khăn ở một thành phố lớn chưa từng đặt chân tới, cả hai phải nhờ vào lòng tốt của bạn bè và những người xa lạ để tìm thấy nhau. Đặc biệt không kém, trong bộ phim Khi Con Là Nhà là sự hóa thân vào vai ông bố nông dân của Lương Mạnh Hải. Anh hào hứng cho biết, phải khẳng định luôn đây là vai diễn tôi được khác mình nhiều nhất. Nhưng thay đổi đáng kể ở đây không phải là tôi thay đổi từ trắng sáng sang đen nhẽm, mà là lần đầu tiên được làm bố ở trên phim. Dù thật ra ông ấy rất lầy và bựa, thay vì dạy con thì được con dạy lại, kiểu như cha hư con dạy. Làm nông dân và làm bố là một trải nghiệm vừa bất ngờ vừa thú vị nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Phim do công ty Song Ngư Films của Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đản sản xuất. Hiện tại, đoàn phim đang gấp rút hoàn thành khâu hậu kỳ và dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 năm nay.